Cô kia đâu? Cô kia đang ngồi dưới xe anh ạ. À đây à? Đang thế nghe, còn ai không? đang nghe điện thoại. Không có ai đâu. À, thế thì có mấy anh em mình thôi. Đúng rồi. Chị ở nhà chứ? Các bạn thân mến, quả này là quả mâm xôi vàng và ở trên rừng Sa Dê Phìn và ở Xin Hồ ấy thì rất là nhiều, mà mới đầu mình không dám ăn đâu, nhưng mà hôm nay ăn thì nó chua chua ngọt ngọt và người ta gọi là mâm xôi vàng, nó giống như quả mâm xôi đỏ, giống như ở miền xôi mình hay có ấy. Mà yên tâm là ăn có cái vị thơm thơm y như quả mâm xôi kia, nhưng mà cũng ngon và yên tâm là nó sẽ không gây buồn ngủ đâu ạ. Em vất vả được như anh em cũng muốn. Nhờ. Được vất vả như anh ai cũng muốn. Hôm nay là thứ tư rồi. Tay nhỏ rồi. Em mở từ hôm thứ bảy đấy. Đi còn phải đi làm. Chỉ gọi cho những chỗ mà cần gặp thôi. Còn những chỗ ăn chơi thì phải để xong việc đã. Kêu khóa cửa anh nhá. Khóa được. Cái lá chua. Alo. Ừ. Cái lá chua ăn được mà. Ừ. Không biết à? Thảo nào. Sợ ăn vào cái cây thoát nghèo lắm. Cái lá chua luôn. Cái này là ký ức tuổi thơ của chúng em. Thế? Biết không? Thằng em trai nhà em ở cái vùng mà có cây này. Đi sang bên nhà chị. Quay đi. Cây này tên là gì? Thử cái quả nó đỏ đỏ. Ta gọi là cây lá chua thôi. Rồi. Lá chua. Chị cứ vặn một nắm này thì nữa ăn cơm ăn cơm. Cái lá này ở trong rừng nhá, nó có vị chua chua. Mình ăn thử. Mình thấy các chị ở trên này nói là đây là lá chua. Ăn thử nhá. Chắc chắn là nó sẽ không chết đâu. Đảm bảo. Nó sẽ không ngủ, đảm bảo. Lá chua nhá. Chua thật. Mà nó có cái mùi thơm thơm. Cảm giác như kiểu mình có thể ăn được cùng với thịt bò ấy. Thấy chưa? Đúng rồi, canh chua. Cái này biết không? Thảo nào mọi em ăn thử cái quả nó, nhưng mà em sợ say, em nhổ đi thấy ngọt ngọt. Thảo nào mọi người không biết ăn nên vẫn còn nhiều. Em thấy cái quả nó đỏ đỏ, hay là em ăn thử thấy nó ngọt ngọt. Phương này sợ chết. Bảo ăn cái gì cũng sợ chết. Cây này thì không phải đâu, không phải cây chè, không ạ, không biết. Ai biết rồi, cây mày mù. Cây mày mù, cây mày nòi. Cây đương bền. Cái đường bền. Ai bảo đi. Đi cho cố. Vườn sâm rộng
lên dốc còn cái hàng mồm con ngắm mũi này cứ lên dốc ấy. Đừng mồm là nó mệt. Tiếng gì nhỉ? Tiếng là phát thanh à? Chị loa phường à? Thất diệp.